Cơn lũ vào tháng 8 năm 1971 đã làm vỡ đê sông Hồng và 100.000 người đã bị thiệt mạng. Đây là cơn lũ lớn nhất trong vòng 250 năm nay ở miền Bắc. Trận lũ gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng, tương đương với 10.000 tỷ đồng hiện nay. Trận lụt kinh hoàng, vỡ đê sông Hồng 1971, cơn lũ lớn nhất 250 năm, Sài Gòn kêu gọi cứu lụt miền Bắc. Trận lụt đồng bằng sông Hồng năm 1971 được xem là trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 250 năm qua ở miền Bắc Việt Nam. Trong 100 năm ở vùng đồng bằng sông Hồng, và nó đã đi vào ký ức không thể xóa nhòa của rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực này. Trận lũ lụt được một cơ quan thời tiết của Hoa Kỳ xếp là một trong những thiên tai lớn nhất của thế kỷ 20 và mức độ thảm khốc do nó gây ra chỉ đứng sau trận lụt trên sông Dương Tử ở Trung Quốc làm hàng triệu người chết xảy ra vào năm 1931. Một số nguồn thông tin khác đi xa hơn còn xếp trận lũ lụt lịch sử tại đồng bằng sông Hồng này vào danh sách 10 trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử lũ lụt thế giới. Trong thời gian từ năm 1970 đến năm 1972, hiện tượng La Nina chi phối khí hậu toàn cầu. Trong khoảng thời gian từ 1970 đến 1971 là cường độ trung bình và sau đó từ nửa cuối năm 71 đến năm 72 là mức yếu. La Nina đã tác động đến Việt Nam và là một nguyên nhân dẫn đến trận lụt này. Từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 8 năm 1971, tổ hợp thời tiết bao gồm giải hội tụ nhiệt đới, rãnh thấp nóng phía Tây, cao áp Thái Bình Dương và hoàn lưu còn sót lại của một cơn bão đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc đã gây ra mưa lớn với lượng từ to đến rất to trên toàn miền Bắc Việt Nam. Vùng hạ lưu ở sông Hồng và sông Thái Bình đã xảy ra trận lũ lụt lịch sử, được xem là lớn nhất kể từ năm 1902 đến năm 1999. Ngày 20 tháng 8, đỉnh lũ ở Hà Nội là 14,13m, vượt mức báo động 3 là 2,63m. Mức này được duy trì trên báo động 3 trong 8 ngày. Cùng ngày ở Phả Lại, mực nước lũ chạm đến con số là 7,21m, vượt mức báo động 3 là 1,71m, được duy trì trên báo động 3 trong 12 ngày. Lũ trên hệ thống sông đáy đạt đỉnh với cấp độ trên dưới báo động 3 và trong thời kỳ lũ cao, mức thủy triều đã giảm xuống từ 3,5 xuống 2,4m. Tại tỉnh Lào Cai, vào ngày 19 tháng 8 năm 1971 đã ghi nhận mực nước lũ lên tới 86,85m. Lo sợ cây cầu Long Biên huyết mạch bị nước lũ cuốn trôi, ngành giao thông của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đưa một đoàn tàu chất nặng đá hộc lên để nằm yên chấn giữ mặt cầu. Đồng thời thì các tỉnh có đê bị vỡ trong trận lũ đã tổ chức hàn khẩu lại hệ thống. Việc hàn khẩu đã sử dụng đến 10.000 mét khối đá hộc, 1,4 triệu bao tải đay, 34.000 rọ thép và đặc biệt là phải đánh đắm 19 xà lan riêng cho đê Nhất Trai. Trận lũ lụt lịch sử năm 1971 diễn ra đúng vào thời điểm tại miền Nam Việt Nam, cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Ký ức về trận lũ. Những người đứng tuổi, từng sống ở đồng bằng sông Hồng vào thời điểm xảy ra trận lũ năm 1971 đều có những ấn tượng không thể quên về cơn lũ ấy. Ký ức chung của mọi người đó là trận lụt khủng khiếp nhất mà họ từng biết, mưa to gió lớn, nước ngập mênh mông. Chưa bao giờ nước sông Hồng lại lớn như thế, đúng là một tràng giang. Chỗ chân cầu Long Biên, nước dâng mấp mé mặt đê, chỉ cần gió mạnh là dập dềnh chảy qua. Các nhà khoa học thủy lợi vẫn còn lưu giữ chi tiết những số liệu về trận lụt ấy. Trong ký ức của mình, bà Ngô Thị Lịch ở thôn Cống Thôn, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội nhớ như in. Lúc ấy tôi không còn hồn vía nào cả, hai tay cắp hai đứa con nhỏ chạy lên mặt đê kêu toáng, vỡ, vỡ đê rồi. Ông Ngô Văn Tuấn cũng ở thôn Cống Thôn còn nhớ. Lúc ấy tôi còn ít tuổi, cũng chưa mường tượng thế nào là vỡ đê trong đêm. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy mênh mông là nước, nước sông chảy xiết, có đoạn hút vào dòng xoáy như một cái thác kinh khủng. Ông Nguyễn Gia Quang, nguyên phó cục trưởng cục đê điều cho biết, năm đó từ nửa cuối tháng 8 đã mưa to, đều trên diện rộng khiến lũ sông Đà, sông Thao, sông Lô là ba nhánh chính của sông Hồng đều lên. Gần chục ngày trời, ngày nào cũng mưa, mưa lúc mau lúc thưa không ngớt, mây đen phủ kín cả bầu trời. Dòng sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội, nước chảy cuồn cuộn, những xoáy nước to bằng cái nong quay tít, xoáy hun hút xuống tận đáy, không một bóng con tàu, chiếc thuyền nào dám lai vãng. Vùng ngoài đê chìm trong biển nước, nhà cửa ở chỗ cao chỉ nhú lên cái nóc, các lùm cây thoi thóp trong nước lũ. 2 giờ đêm ngày 21 tháng 8, lưu lượng nước sông Đà tại Hòa Bình đã đạt tới 16.100 mét khối trên giây, tại sông Thao ở Yên Bái là 10.500 mét khối trên giây, sông Lô ở Phú Thọ là 13.900 mét khối trên giây. Sau khi hợp lưu, lưu lượng sông Hồng tại Sơn Tây là 34.250 mét khối trên giây, làm cho nước các chiều sông lên cao. Ông Quang kể, Hà Nội lúc đó nước lên sấp xỉ mặt cầu Long Biên và ngành giao thông đã phải điều cả một đoàn tàu chở đá lên nằm yên chấn giữ mặt cầu,
với hy vọng giảm thiểu tác động của nước xiết có thể cuốn phăng cả cây cầu huyết mạch này. Sau khi lũ làm ngập hết, vỡ hết các đê bối, tức là đê nằm ngoài đê, lần lượt vỡ đê Lâm Thao, đê Lai Vu ở Hải Dương, đê Nhất Trai ở Thái Bình, đê Khê Thượng ở Ba Vì, riêng đê Cống Thôn thuộc Hà Nội đã vỡ lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 22 tháng 8. Đê Phao Tấn Tả ở Thái Bình được phá để phân lũ vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8. 11 giờ cùng ngày thì đê Thượng Vũ ở sông Kim Môn cũng vỡ, đến 27 tháng 8 vỡ cả cống chuốc do nước Khê Thượng dồn về. Mặc dù dùng cả xe tăng để chặn lũ ở cống Khê Thượng, nhưng lũ đã cuốn phăng cả xe tăng xuống phía hạ lưu hàng trăm mét. Ông Quang nhớ lại. Theo ông Quang thì mực nước đo được tại Hà Nội sau khi đã vỡ đê là 14,13 mét, theo nhiều chuyên gia là tương đương với mặt đồng hồ ở ga Hàng Cỏ. Việc hàn khẩu các chỗ vỡ được thực hiện ngay, nhưng do mưa to tiếp tục kéo dài, lũ lớn nên công việc kéo dài chỉ kết thúc sau khi lũ rút. Mặc dù đã sử dụng đến 10.000 mét khối đá hộc, 1,4 triệu bao tải đay, 34.000 dọ thép và đặc biệt là phải đánh đắm 19 xà lan như đã nói ở trên. Trong khi kế hoạch kinh tế năm 1971 của nước ta đang bắt đầu thực hiện dưới điều kiện tương đối thuận lợi do Mỹ đã tạm ngừng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì trận lụt lớn xảy ra năm 71 đã gây hậu quả nặng nề. Chỉ tính riêng 4 tỉnh Hải Hưng, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hà Tây, trận lụt đã làm cho 1.062 xã của 94 huyện với 2,9 triệu hộ gia đình bị ngập lụt nặng, bằng hơn 40% tổng số hộ gia đình. Lực lượng cứu trợ phải sử dụng trực thăng để thả bánh mì cứu đói cho người dân nhiều khu vực bị cô lập. Đời sống người dân năm đó hết sức chật vật, khó khăn và vất vả, ông Nguyễn Gia Quang nhớ lại. Lời kêu gọi nghĩa tình của một tờ báo: trong lúc miền Bắc cố gắng tập trung khắc phục những hậu quả nặng nề do thiên tai để lại, thì tại Sài Gòn, trên tờ báo Tin Sáng đã làm đồng bào chú ý vì một mục ở trang nhất rất lạ. Nội dung được báo Thanh Niên đăng tải. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1971, dưới chân trang nhất tờ báo in khổ lớn có chạy một băng chữ, hai dòng tám cột: Bắc Nam ruột thịt một nhà, xớt cơm chia áo đậm đà tình thương. Hãy nồng nhiệt hưởng ứng chiến dịch nhường cơm xẻ áo cho đồng bào miền Bắc do Tin Sáng tổ chức. Cũng trong số báo ngày hôm đó, phía trái trang nhất có một cột đóng khung đăng nội dung như sau, nguyên văn: Tin Sáng sẽ xin phép tổ chức đi Hà Nội trao tài vật, quyên góp tận tay đồng bào miền Bắc. Sáng nay mùng 7 tháng 9, chúng tôi đã nhận được số tiền sau đây để giúp đồng bào nạn nhân miền Bắc bị bão lụt. Các tăng sĩ chùa Giác Nguyên 7.640 đồng, ông Trần Thanh Hiệp 1.000 đồng, bác Tám Hòa Sài Gòn 10.000 đồng, cộng 18.640 đồng. Trong thơ gửi đến Tin Sáng, các tăng sĩ của chùa Giác Nguyên còn cho biết họ tình nguyện đi trong đoàn công tác vận động cứu trợ đồng bào bị lụt miền Bắc. Xin các đoàn thể hiện đang vận động cho công tác này lưu ý cho điểm ấy. Chúng tôi vô cùng cảm kích cho nghĩa cử trên và xin thiết tha kêu gọi đồng bào tất cả các giới vì tình ruột thịt hãy tích cực góp phần và cổ động góp phần cứu trợ. Xin đồng bào cứ đến tòa soạn trong buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 12 giờ trưa. Ngoài ra cũng xin thông báo, Tin Sáng sẽ xin phép tổ chức đi Hà Nội để trao số tài vật quyên góp tận tay đồng bào nạn nhân. Phái đoàn dự định sẽ gồm có 2 đại diện độc giả, 1 ký giả và chủ nhiệm Tin Sáng. Trong trường hợp chính phủ từ chối không cho phái đoàn đi, Tin Sáng sẽ nhờ Hội đồng Thập tự Quốc tế chuyển giao hoặc sẽ nhờ Tin Sáng Hải ngoại cử đại diện đem tài vật trao tận tay đồng bào miền Bắc. Sau bản tin trên, mỗi ngày báo Tin Sáng đều đăng ở trang nhất tên những người đóng góp. Danh sách liệt kê ngắn gọn kiểu như: chị A, anh B, chị Hai bán cơm tấm, cô Tư bán thịt heo, đóng từ 100 đến 5.000 đồng. Nên nhớ rằng giá sinh hoạt năm 1972 ở Sài Gòn là 414 đồng trên 1 USD, vàng là 26.100 đồng một lượng, một chiếc xe Honda SS50 giá là 20.000 đồng. Những người tiên phong ủng hộ cứu trợ lũ lụt miền Bắc là những tiểu thương, người phu xích lô cho đến thương gia nghệ sĩ, có cả những sinh viên học sinh nghèo. Phải nói đây là một hành động khá liều lĩnh của người dân Sài Gòn, vì khi đóng tiền cứu trợ họ đều ghi tên thật, có địa chỉ mà không sợ chính quyền cho vào sổ bìa đen thân cộng và bị theo dõi. Người miền Bắc là đồng bào Việt Nam máu đỏ da vàng, dù đang chia cắt hai miền nhưng đồng bào bị thiên tai lũ lụt thì cùng chia sớt nhau hoạn nạn. Trong danh sách đóng góp này có cả nữ nghệ sĩ Kim Cương. Nghệ sĩ Kim Cương từng được mệnh danh là kỳ nữ của nền nghệ thuật miền Nam thập niên 60 của thế kỷ trước. Thậm chí bà còn được xếp vào top tứ đại mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn một thời. Không chỉ nghệ sĩ Kim Cương, lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn gửi đến băng nhạc Kinh Việt Nam bán được 5.000 đồng để ủng hộ cho cuộc cứu trợ. Đến ngày 20 tháng 10 năm 1971, báo Tin Sáng đã tổng kết cuộc vận động với thông tin trên trang nhất: cứu lụt miền Bắc kết thúc với 609.490 đồng,
chúng tôi đã quyết định khóa sổ vào 12 giờ trưa ngày 18 tháng 10. Kể đến ngày 18 tháng 10, chúng tôi đã nhận được 609.490 đồng của mọi giới miền Nam. Tuy nhiên sau đó số phận khoản cứu trợ này đi về đâu thì không ai rõ chi tiết, bởi cũng không thấy tờ tin sáng đăng tin gì về quá trình ra Hà Nội cứu trợ. Không biết họ có xin được giấy phép đi ra Hà Nội cứu trợ hay không, vì báo cứ bị tịch thu liên tục. Tuy nhiên người đọc chắc chắn một điều rằng báo tin sáng là báo của những người đối lập chính quyền lúc đó, bảo vệ lẽ phải nên sẽ không bao giờ thâm lạm số tiền đóng góp. Nếu có thâm lạm chắc chắn sẽ bị người dân thưa kiện và các tờ báo khác đập cho không còn manh giáp. Một điều khiến cho mọi người không biết thêm tin tức gì về khoản cứu trợ này là vì đến tháng 3 năm 72, báo tin sáng bị đóng cửa. Dù chưa biết đường đi của số tiền cứu trợ của ít lòng nhiều có đến được đồng bào bị lũ lụt hay không, nhưng với tinh thần cứu trợ đồng bào bão lụt miền Bắc, máu chảy ruột mềm đã khơi gợi trong lòng đồng bào miền Nam hướng về đồng bào miền Bắc ruột thịt, quả là một nghĩa cử chỉ có thể có được ở một tờ báo từ thành phố của những người có máu nghĩa khí Sài Gòn. Nhật báo tin sáng được ông Ngô Công Đức, dân biểu đối lập tại Hạ nghị viện Sài Gòn, thành lập vào năm 68, là một tờ báo đối lập tập trung nhiều người thuộc thành phần thứ ba nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Lan, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Trung. Báo khổ lớn, toàn mặt trang một được chia làm 8 cột chữ. Sự kiện nào quan trọng nhất trong ngày sẽ được chạy tít 8 cột. Báo tin sáng bộ mới tục bản vào ngày 10 tháng 8 năm 1975 và ngưng xuất bản vào tháng 6 năm 81. Ngay từ những ngày đầu, tin sáng đã hăng hái tham gia các chiến dịch như tập trung cải tạo, đổi tiền và đánh tư sản mại bản. Hồ Ngọc Nhuận chủ bút, sau khi được đưa ra Hà Nội vào tháng 9 năm 75, trong đoàn đại biểu miền Nam dự hội nghị hiệp thương thống nhất đã viết: "Chúng tôi tin rằng độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc phải được gắn liền với chủ nghĩa xã hội." Quý vị thân mến, 53 năm sau trận lụt lịch sử, dòng sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội, mùa nước lớn vẫn chảy cuồn cuộn, những xoáy nước to bằng cái nong quay tít xoáy hun hút xuống tận đáy. Và ký ức kinh hoàng của trận lụt năm 71 luôn nhắc nhớ chúng ta bài học đề cao cảnh giác, phòng ngừa những hậu quả khó lường của thiên tai. Không bao giờ được chủ quan, không bao giờ được lơ là trong công tác phòng chống lụt bão, bởi lịch sử dài đất Việt hàng nghìn năm nay đã có không biết bao nhiêu đau thương, sơ sát, thiệt hại chất chồng vì thiên tai địch họa, thật là không kể xiết.